kênh, ấn vào nút chuông thông báo để nhận được video của cháu Tùa cháu Nô sớm nhất. Nô ơi, Nô, mới được chụp chưa? Cháu Bình nó đá vùng cao xin kính chào tất cả con các bà, cô chú anh chị. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Cháu Bình nó đá vùng cao. Cháu Bình xin kính chúc tất cả con các bà, cô chú anh chị xem được tiếp video này luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặt nhiều may mắn trong cuộc sống. Và hiện tại thì cháu Bình đã có mặt tại ngôi nhà của hai anh em cháu Tùa và cháu Nô, cũng như là em Tùa và em Nô, công bà cô chú anh chị ạ. Và cũng có rất là nhiều cô chú anh chị gọi điện cũng như là nhắn tin hỏi thăm cháu Bình. Đấy, sau là thời gian này không thấy vào chia sẻ hai anh em Tùa và em Nô rồi, thì cháu Bình cũng có trả lời một số cô bác anh chị rồi. Tuy nhiên thì ngày hôm nay cháu Bình cũng vào đây để thăm anh em ấy, thì cũng sẽ nói lên trên kênh để cho tất cả quý khán giả và các mạnh thường quân cùng nhau hiểu về cái hoàn cảnh của cháu Bình. Cũng do là thời gian này cháu Bình ở nhà và em trai thì cũng có đi nghĩa vụ rồi, đi bộ đội. Còn bây giờ thì mẹ cháu Bình thì cũng có tuổi già và cũng như là bị bệnh, bị đau mắt này nơi kia để tìm thuốc rồi là đi bệnh viện. Tuy nhiên thì cũng không thể chữa khỏi cái đôi mắt của mẹ cháu Bình. Thời gian này thì cháu Bình cũng rất là lo cho hai anh em cháu Tùa và cháu Nô. Tuy nhiên thì cháu Bình một mình thôi, gánh vác cả gia đình. Bây giờ thì có mỗi hai anh em, chị gái thì cũng đi lấy chồng rồi, cuộc sống riêng rồi. Còn cháu Bình một mình ở nhà thì cũng phải chăm sóc mẹ, rồi là có bò có lợn nữa, phải làm việc nữa, nên là cháu Bình cũng không vào đây được, cũng như là không vào kịp thời để mà tiếp tục cái số công việc cũng như là thanh em chia sẻ. Rất là mong các bác đồng cảm và với cháu Bình, cái hoàn cảnh của cháu Bình ạ. Đấy, còn ngày hôm nay thì cháu Bình cũng vào đây thì cháu Bình sẽ chia sẻ em Nô cũng như là em Tùa. Thời gian trước cháu Bình tại các công việc thì hàn rào thì cũng đã làm xong rồi. Đấy, hàn rào cũng đã làm xong trước rồi. Đấy, cháu Bình mới tặng gắt để về nhà để chữa bệnh cho mẹ. Mắt của mẹ thì cũng đã hỏng một bên rồi. Đấy, hỏng bây giờ mẹ cũng đã rất là ốm yếu. Cháu Bình thì cũng kết nối yêu thương, giúp đời, giúp những mảnh đời bất hạnh. Tuy nhiên thì còn gia đình cũng như là bản thân cháu Bình thì nhiều khi mình làm 100-1000 việc tốt, tuy nhiên mình chỉ cần có những cái công việc bận trong nhà và mình bất chợt những cái thời gian mình không thể đi chia sẻ thì cũng rất là mong các bác là thông cảm. Còn cháu Bình làm những cái việc tốt thì không sao cả. Tuy nhiên cháu Bình cũng có việc vướng bận bên gia đình thì không vào đây chia sẻ được, thì mong các bác là hiểu với đồng cảm hoàn cảnh của cháu Bình. Còn ngày hôm nay thì cháu Bình sẽ tiếp tục là chia sẻ cuộc sống hàng ngày của hai anh em cháu Tùa cháu Nô, cũng như là sẽ tiếp tục là làm những cái công trình phụ cho hai anh em cháu Tùa cháu Nô. Và cái ngôi nhà mà ngày trước mua cái mảnh đất ấy, cha ở bên Mỹ có gửi tiền về để mua mảnh đất được rồi. Tuy nhiên thì cha cũng nói là làm cái công trình phụ trước rồi là mới làm cái ngôi nhà, nên là cha cũng chưa gửi tiền về để làm nhà, nên là các bác cũng hiểu nhá. Có một số cô bác thì không theo dõi từ đầu ấy, nên là cũng chưa biết đấy, bảo là sao chưa làm nhà. Thì cha vẫn chưa gửi về nên là chưa thể làm nhà nhé các bác nhé. Đấy, làm những công trình phụ trước rồi là mình sẽ tính sau. Bởi vì có ngôi nhà rồi, nhưng mà cũng quan trọng nhất cũng là sức khỏe của hai anh em. Hai anh em có sức khỏe, mạnh khỏe thì sẽ có tất cả. Còn mình có một ngôi nhà to đùng, nhưng mà không có sức khỏe thì cũng gọi là không có gì. Đấy, không làm được gì đâu các bác ạ.
nên là sẽ từ từ. Và các cô các bác ở bên Mỹ cũng như là ở trong nước thì cũng có gọi điện về thì bảo là giúp cho anh em cháu tuổi cháu nội thì cũng giúp lâu dài, chứ không phải là giúp một thời gian ngắn, phải 3 tháng rồi là mình ấy đâu các bác ạ. Nên là làm cái công việc này thì phải làm lâu dài. Với lại cháu tuổi cháu nô thì còn rất là nhỏ ấy, nên là cũng cần các bác các cô đồng hành cùng với cháu Bình để giúp đỡ cho anh em. Sau này anh em lớn lên một chút nữa thì lúc đó anh em tự kiếm sống được thì lúc đấy sẽ không lo sợ gì nữa các bác ạ. Ngày hôm nay thì cháu Bình cũng có mua được thịt này, rau này, ấy, sữa mang đến cho em tổ với nô. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì cũng là ngày đi học nên là chắc là em tổ đã đi học rồi, còn em nô thôi các bác ạ. Đấy, ngày trước là mua lưới thép thì cũng có mua rất là nhiều bởi vì cái vườn này rất là rộng ấy, nên là mua thì cũng có thừa là 4 cuộn thép thì vứt ở đây. Để xem là sau này cần hàn rào ở dưới này, cần rào tách cái gì thì sẽ rào lại nhá. Đấy, cũng không thừa đâu các bác ạ, bởi vì đường nó rất là xa. Đấy, mua thêm 1-2 cuộn để cho nó đỡ ấy, còn không đủ thì lại đi vào thị trấn mua rất là xa. Đấy, vận chuyển rất là khó vì con đường nó cực kỳ là xấu ấy các bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì cháu Bình xin mời tất cả các ông các bà, các chú anh chị đồng hành cùng với cháu Bình đi xuống dưới nhà của hai anh em cháu tuổi cháu nô nhé. Không biết là có ở trong nhà nữa không. Bây giờ cháu đi xem. Cũng đã làm xong hết rồi các bác ạ. Đấy, cái này là còn chưa dỡ nhé, cái này còn chưa dỡ nhưng không sao. Đấy, một thời gian nữa thì sẽ dỡ hết đi các bác ạ. Đấy, cũng khá là lâu rồi vào đây thì cũng rất là nhớ bởi vì đây là một cái nơi mà cháu Bình cũng gắn bó rất là lâu dài rồi, cũng như là rất là quen thuộc cái nơi này ấy, nên là vào đây thấy rất là bình yên luôn các bác ạ. Cái mảnh đất này của hai anh em cháu tuổi cháu nô thì cũng đã được cày hết rồi, cày và trồng cỏ bò đấy, bởi vì sau này sẽ nuôi bò mà, nên là cũng đã trồng cỏ bò hết rồi. Hết rồi, ăn mấy chị giờ? Đi mua bò sao lận? Đang có một chú là đi đi về các bác ạ. Nô ơi, sủa ơi. Có ai ở nhà không gọi cho thưa ấy các bác ạ? Nô ơi. À, không có ai ở nhà rồi. Khóa cửa rồi các bác ạ. Khóa cửa chắc là nô sang nhà bà rồi. Đấy, cửa thì cũng đã khóa rồi. Chắc là cháu Bình sẽ để quà để đây thôi. Để đây xong làm một tí sẽ đi sang nhà ông bà hay là đi chơi ở đâu. Nô thì rất là gọi là rất là đại ca luôn các bác ạ, rất là đi chơi rất là xa luôn, nhiều khi nô đi còn phải đi tìm ấy. Còn tuổi thì lớn không nói nhưng mà nô thì đi lại rất là lo cho nô luôn. Một tí thì cháu Bình sẽ đi sang nhà bà xem là nô có mạnh khỏe không đấy. Nhưng mà cháu Bình cũng có hay gọi điện tham em nô với em tuổi bởi vì là cũng có số điện thoại của người chú ấy, nên là cũng gọi điện vào đây tham thường xuyên đấy. Hai anh em thì cũng là mạnh khỏe. Đấy, còn là chưa gặp thì rất là nhớ thôi các bác ạ. Đấy, sẽ đi vào trong này. Đấy, trong này thì cũng rào hết rồi các bác nhé. Rào hết đất luôn rồi. Đấy, rào hết đất. Đấy, hàn rào thì cũng đã rào hết rồi. Đấy, cháu Bình thì cũng rất là nhớ hai anh em. Cũng như là cháu Bình cũng rất là vất vả ấy các bác ạ. Cháu Bình thì ở nhà thì cũng rất là vất. Trong khi đó cũng phải đi giúp đỡ, cũng như cầu nối để giúp đỡ những mệnh đời bất hạnh như hai anh em tuổi nô nữa. Nhưng mà không sao cả, cháu Bình làm được việc nào giúp được ai thì cháu Bình sẽ giúp đỡ. Đấy, có một con gì đây này, con này con gọi là tên gì cháu Bình không nhớ ấy, các bác ạ. Các bác nhìn tên gì các bác bình luận xuống dưới nhé, tên gì là không nhớ tên rồi. Đấy, con này là con gì không nhớ tên rồi. Caramel vào đây gần cho các bác xem nào. Không nhớ tên rồi. Chuồng bò thì cũng đã làm xong hết rồi các bác ạ, chuồng bò làm xong hết rồi. Đấy, mọi thứ thì cũng đã được chia sẻ những cái thước video trước, các bác cũng có thấy hết rồi. Đấy, còn bây giờ thì cháu Bình cũng sẽ là tiếp tục là vào đây chia sẻ cũng như là
làm như công trình phụ, còn thiếu cái gì thì sẽ làm hết, làm lốt. Còn tôi sẽ vào đây nấu cơm này, để chăm sóc anh em như thường ngày mà ngày trước cháu Bình làm. Bởi bây giờ thì mẹ cháu Bình thì cũng không thể chứa được đôi mắt rồi, đấy, một bên thì hỏng rồi. Đấy, gọi là mình cũng rất là cố gắng rồi, nhưng mà mẹ cũng không thể lấy lại đôi mắt, cái mắt, một đôi mắt mà hỏng một con mắt rồi, hỏng rất cho mẹ nữa. Vừa ngồi đây thì cháu Bình cũng rất là nhớ, cũng như là rất là nhớ cái nơi này, nên là cháu Bình sẽ ở đây một chút, cũng như là các ông bà sẽ cùng với cháu Bình sẽ đi tham quan một chút nhé, xong là sẽ đi tìm nô nhé, với lại tìm tức là nô đi nhà bà hay là nô đi chơi. Đấy, cái nước này là ngày trước là các anh em thợ vào đây làm ấy thì có đi kéo nước ấy các bác ạ, kéo nước từ nhà họ về đây ấy thì mới có nước bây giờ. Đấy, mua cái ống này về. Đấy, thì một lần nữa cháu Bình cũng xin cảm ơn cha ở bên Mỹ cũng như là các bà cô chú anh chị mạnh thường quân cũng như là quý khán giả nữa đã luôn luôn là yêu thương cháu Bình và giúp đỡ cho anh em cháu tuổi cháu nô. Cháu Bình xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Bây giờ thì cháu Bình cũng sẽ chuẩn bị để mà đi lên trên này tìm nô nhé. Đấy, các bác sẽ đồng hành cùng cháu Bình. Đấy, ở đây thì cũng được trồng cỏ hết rồi các bác ạ. Trên này sẽ là nô ở trên này không? Không ở trên này chắc là nô ở bên nhà bà rồi. Cửa thì cũng đã khóa hết rồi các bác ạ. Cái đường này thì cũng được lắm hết bê tông nên là đi cũng rất là dễ đi rồi. Nhưng ngày trước thì mưa thì không thể đi được các bác ạ. Ngày trước mưa là đi khó lắm. Các bác ơi, thấy nô rồi kìa. Thấy nô đang về rồi. Không phải ta chọn. Phải rồi. Đấy, nhờ, nó thật thơ. 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 Nhờ hai ngày mình tưa, tức là những chỗ tức là những chỗ nhớ các bác ạ. Nhìn cho nếu uống luôn nè, nếu mà uống luôn nấy nhờ hơi tưởng nhiều. Xin chào nào con. Các bác ạ, em nô thì thấy cháu Bình ấy thì cũng ôm cháu Bình đấy, cũng vào lòng cháu Bình. Cháu Bình cũng bé em nô và cháu Bình cũng có một cái gọi là rất là xúc động luôn, chỉ muốn khóc luôn thôi các bác ạ, rất là nhớ nhau luôn. Em nô thì nô rất là nhớ cháu Bình đấy. Cháu Bình cũng rất là nhớ nô đấy, em bé này đấy. Còn bây giờ là sẽ đi xuống dưới này. Nô này nhất là trong chú mơ mơ. Đấy, hỏi về sức khỏe của nô thì cũng bình thường. Ô liệu ô này, ô thích gió này. Ô thích gió mà nó phải mơ mơ mơ. Nhìn trong đi bước hả? Nhìn trong thế dòng nhưng nhà thích gió này không dành cảnh. Đấy, đang hỏi về là sức khỏe của ông bà như nào. Sức khỏe của bà thì cũng bình thường, nhưng mà của ông thì cũng như trước, hơi ốm yếu các bác ạ. Đấy, còn nô thì cũng rất là khỏe mạnh nha các bác thấy này. Đấy, ăn con trâu luôn đấy. Chắc là ông bà cũng đi làm nương làm rẫy nên là cũng ít tắm rửa cho đấy. Biết là ông bà rất là thương rồi. Tuy nhiên thì ông bà ở trên này ấy, thì vùng sâu vùng xa thì nhiều khi ông bà cũng không chăm sóc đến nơi đến chốn các bác ạ. Đấy, cháu Bình đã vào đây thì sẽ ở lại và nấu cơm cho em nô cũng như là sẽ tắm rửa cho em nô nhé. Quần áo bây giờ cũng hơi chật chật rồi đấy các bác ạ, quần áo bé bé rồi.
Đấy, ngày trước thì quần áo rất là nhiều cũng mà được, nhưng bây giờ quần áo hơi bé bé rồi đấy, chắc phải mua thêm quần áo thôi nhờ. em bé này đấy, cái mặt cái đầu đẹp trai quá nhỉ, các cái quả tóc rất là đẹp luôn. Hơi ngại ngại ấy các bác ạ, rất là thích cháu Bình bé nhưng mà vẫn hơi ngại ngại. Đây vào đây, đây anh cho kẹo cho sữa nhá. Ôi trời ơi, các bác ạ, ở đây cháu mình sẽ cho sữa uống. Đấy, lâu lắm rồi vào đây Nô cậu không dám nói chuyện ấy, cũng như là em Nô là vừa mới dậy ngủ dậy nên là cũng chưa nói chuyện. Đấy, một tí thì sẽ cho Nô nói chuyện với các bác nhé. À, sữa sảo à, nó cho khóc trí thế à, phụ tật. Dạ. Chìa khóa bà cũng không tìm thấy, cho mình bảo là bà tìm cẩn thận xem có thấy ở đâu không. Đấy. Đấy, rác thì để đây mình sẽ mang vào trong nhà các bác ạ. Đấy. Rồi. Thử như trước xem là Nô còn nhớ không nhé. À, con hai tay xin nào. Đấy, hai tay xin. Ôi ngoan quá. Ôi dồi ôi. Em bé này ngoan quá. Ôi dồi ôi. Biết hai tay xin các bác ạ, vẫn nhớ nhá. Ôi dồi ôi. Bây giờ con uống từ đâu? Đấy, uống từ đâu? Đấy. Ngày trước là cháu Bình gọi là chó Tùa chó Nô, tuy nhiên thì cha ở bên Mỹ cũng nhận là em Nô với em Tùa là con ấy, thì cũng gọi cháu Bình như con luôn nên là cháu Bình mới gọi là em các bác ạ. Đấy. Uống đi em. Uống đi. Đúng rồi. Rồi, ngoan quá. Ui, tay chân rất là to luôn các bác ạ. Ngày trước các quý khán giả ấy còn nói là giống như cháu Bình ấy. Cháu Bình cũng thấy như thế thật. Đấy, da của Nô với da của cháu Bình đen đen như nhau ấy. Da ngâm các bác ạ. Hai màu da ngâm. Ui, cái bụng này. Chắc phải tẩy run thôi. Đấy, được thời gian này cũng không vào đây các bác ạ. Đấy, phải tẩy run. Tẩy run cho Nô đấy. Mai cháu Bình sẽ mua thuốc vào đây tẩy run cho Nô. Uống lên từ con này. Uống từ đó. Rồi, xin chào. Là con uống từ thôi, uống từ má bảo học. Con xin chào em bé nói nè. Các ông các bà liền nói người vừa ngủ dậy, nghe bà nói là người vừa ngủ dậy các bác ạ. Thương quá, biết là con xin chào rồi nhé. Đợi một tí nữa các bác ạ, chắc là vẫn chưa tỉnh giấc. Bảo là vừa ngủ dậy nên là đang chưa muốn nói chuyện ấy, kiểu người lớn cũng thế các bác ạ, vừa ngủ dậy là rất là mệt mỏi ấy. Ôi nhưng mà mặt mũi bẩn quá. Xin nhớ cái quả đầu này. Ôi không đi dép này. Đấy, không đi dép này. Ui ui, tay to khỏe thật. Lớn hơn rồi đấy. Thời gian này không vào đây là thấy em bé là lớn hơn rồi ngày trước rồi các bác ạ. Không là phải bảo em Nô phải tự mang vào trong cái bếp để trong đấy, xong là tí bà nấu ăn cho thì mới đốt đi. Đấy, em bé đây này. Đấy, em bé mang cái sữa này vào trong nhà cho anh nào. Em bé mang sữa nào. Mang sữa vào trong nhà nào. Em bé vào đây, mang sữa. Đấy, phải học tiếng phổ thông rồi nhá. Đấy, mang vào trong nhà. Được rồi. Đấy, cầm chắc chắc nha. Được rồi, em bé mang vào trong nhà đi. Đấy, mang để vào trong nhà đi. Rồi, anh mang dao vào nè. Đúng rồi, để đây. Đúng rồi, ngoan quá. Đấy, vỗ tay nào. Đấy, bye bye thôi nhỉ. Đấy, các bác, cô chú, anh chị ạ. Đấy, em Nô thì cũng rất là ngoan. Đấy, cháu Bình đang ôm em Nô này, gọi là đang bế ấy. Em thì vừa mới ngủ dậy nên đang còn rất là mệt. Đấy, cũng rất là lớn rồi đấy các bác ạ. Đấy, một thời gian này thì không vào đây thì em Nô cũng rất là lớn rồi. Đấy, rất là ngoan rồi. Đấy, ít nói, kiểu như là lớn lên thì trầm, tính trầm hơn rồi. Đấy, không nói nhiều như lúc còn nhỏ nữa. Nhờ em bé nha. Này, con xin chào. Đấy, không nói rồi các bác ạ. Đấy, không nói. Đấy, tay thì vẫn cầm tay của cháu Bình này. Đấy, tay thì vẫn cầm nhé. Nhưng mà không không nói nữa. Ồ, mệt quá nhờ. Đấy, cháu Bình thì chắc là em Nô vẫn còn nhớ, vẫn còn rất là gọi là thích gần gũi với cháu Bình nhé. Ngày trước là vào đây là chạy rất là nhanh và ôm cháu Bình. Tuy nhiên thời gian này thì cũng vào đây thì thấy cháu Nô cũng lớn như thế rồi, cũng rất là vui. Em bé này, em bé bây giờ em bé này lớn rồi các bác ạ.
Đấy, em bé này hơn 2 tuổi rồi đấy. Sắp buồn ngủ rồi, không nói chuyện luôn các bác ạ. Em bé nói chuyện lớn lớn mới biết là tiếng phổ thông nhá, không nói sau này lớn lớn không biết nói đâu. Không biết nói là không đi lâu đâu được đâu nhá. Trò chơi. Ngày hôm nay vào đây thì trời cũng rất là nắng các bác ạ, rất là nắng nóng ạ. Xin chào, bye bye. Xin chào nào. Đấy, vào đây chắc phải dạy thêm các cô các bác ạ, phải dạy thêm cho Nô đây. Bây giờ thì tính của Nô rất là trầm rồi, không như ngày trước. Ngày trước thì rất là nghịch ngợm ấy, rất là thích đi chơi ấy. Bây giờ lớn rồi. À, nên nhà chị lo nên này, nên nhà là cho trả là cho ta mi nhiều này thiếu. Nhớ giờ ông này up cho ta liền up. Trời ta có. Giờ ông muốn này up là chưa? Nó xíu thế là nhỏ đấy. Đấy các bác ạ. Đấy cháu Bình thì cũng rất là quan tâm, cũng như là tất cả các ông các bà đều rất là yêu thương, quan tâm hai anh em tuổi Ano. Tuy nhiên thì cháu Bình cũng chưa kịp thời vào đây thôi các bác ạ. Đấy, đang nói chuyện tâm sự với bà của em Nô là thời gian này mẹ có hồi âm gì không? Mẹ của hai anh em có về thăm hay hồi âm gì không? Nhưng bảo là không có hồi âm gì cả. Đấy, không thấy về thăm tin tức gì luôn các bác ạ. Đấy, người mẹ cũng để ra mà còn không gọi là về thăm luôn. Đấy, cháu Bình với các cô các bác đều rất là thương. Đấy, tuy nhiên cháu Bình có gia đình cũng như là có công việc trong nhà nên là mới chưa vào đây thôi các bác ạ. Nên các bác thông cảm nhé. Đấy, một người mẹ cũng rất là vô tâm luôn. Đấy, bây giờ thì em Nô cũng gọi là lớn lớn một chút rồi. Đấy, cũng còn rất là nhỏ thôi nhưng mà lớn lớn một chút rồi các bác ạ. Đấy, cũng nhờ các cô các bác ấy cha bên Mỹ ấy giúp đỡ thì bây giờ hai anh em mới có ngày hôm nay. Đấy, còn ngày trước thì nói thật ra là gạo cũng không có mà ăn, đấy, chỉ ăn mè mén chan nước lá thôi. Đấy, bây giờ thì ăn gạo này, ăn cơm, ăn rau, ăn thịt nhiều nên là hai anh em mới được như ngày hôm nay đấy các bác ạ. Ô từ mấy tốt nên tao tao ta mà chỉ thả lụa bò nhở. Tao thay thả lụa. Đây là bà đấy. Em Nô thì Nô ơi Nô. Rất là trầm trầm luôn, tính rất là trầm luôn. Đấy, đi bà kiểu là vừa mới dậy ấy, đợi một tí nữa xem có vui hơn không, nhìn cái kiểu hơi buồn buồn ấy nói chắc là lâu lâu không vào đây hơi ngại rồi. Nhưng mà vẫn về anh Bình bé bình thường. Nhìn Nô rất là hoành tráng luôn các bác ạ, nhìn to khỏe nha. Đi chơi thôi, đi chơi thôi, đi chơi đi. Chơi rất nhiều tuần đấy, chỗ này à? Đấy, chỗ đấy đấy. Đấy, chỉ cũng là chỗ. Đấy, bà với ông là trồng cỏ bò ấy, trồng cái cỏ voi này các bác ạ, trồng cỏ voi. Đấy, cha nuôi thì ngày trước cũng có nói là sau này hoàn thiện cái công trình phụ thì sẽ gửi tiền về nuôi bò. Đấy, nhưng mà đấy thì để tính sau các bác ạ. Đấy, trước mắt thì vào đây tha anh em trước. Rồi sẽ tiếp tục những cái trái nhà này, làm cái gì còn thiếu thì sẽ làm đốt cho anh em. Đấy, ở đây thì là một cái khu vực rất là bình yên luôn. Đấy, cực kỳ là bình yên đấy, các bác ạ. Đấy, rất là bình yên. Đó, ở trên núi kìa. Mây, cây cối xanh tươi. Đấy. Nó có là những cái gì anh chị ở ở trong này à, nó sụ. Đấy. Ở đây là sữa các bà nhé, đây là sữa mua vào đây thì sẽ để đây. Đấy, còn đây là thức ăn này, thịt, nhưng mà thịt là chưa nấu bà. Bà, em chỗ mua ở đây, đây kia nè. Bà thì cũng chăm sóc cho cháu, vì là cháu của mình mà, mình không thương thì cũng không có ai có thể chăm sóc được. Nên là cũng bắt buộc là phải chăm sóc cho Nô. Đây là mua dưa này, đây là hành. Đấy, hôm nay mua ở đây nhỉ. Đây là thịt nhé, đây là thịt nạc. Đấy, đây là thịt nạc các bác ạ. Đấy, mua cũng khá là nhiều vào đây. Trước tiên thì sẽ bổ cái quả dưa cho Nô với bà ăn đi. Đấy, cho Nô với bà ăn. Đấy. Ăn dưa nha, em bé nha. Em bé ơi. Em bé chắc khổng lắm ấy các bác ạ. Lâu lắm chưa được ăn dưa rồi.
Ôi chiên này ngọt. Bây giờ nói tiếng Việt thì nó cũng hiểu các bác ạ, nhưng mà bởi vì là bây giờ nô vừa ngủ dậy nên là hơi ngại. Đấy, hai tay xin. Em xin anh. Nói nào con. Em xin anh. Này, hai tay xin, hai tay. Hai tay xin cho ăn. Đấy, hai tay xin thì vẫn nghe được, nhưng mà bây giờ hơi ngại không nói các bác ạ. Chắc phải dậy tập cho một thời gian nữa. Bởi vì bây giờ nô từ cái lúc mà cháu mình dạy cho nô ấy là nô chưa nói được, nên là dạy còn dễ. Bây giờ nô biết nói tiếng địa phương nên là dạy là nó hơi khó rồi. Con ạ. Thế sao nó? Ăn trước, bà cái ăn trước đi. Đấy, nhiều mà, có một quả thôi. Ăn thì ngon lắm. Ừ, hạt. Bước cái hạt đi nhá. Rồi. Đấy. Nô rất là trầm tính luôn rồi các bác ạ. Đấy, sẽ ăn một miếng với nô với bà cho ngon. Đấy, mời các bác ăn dưa nhá. Đấy, sẽ đi quanh. Ô, thơm mình chết. Đấy, cháu đi qua tí. Đấy các bác ạ. Đấy, ngôi nhà cũng như các bác thấy rồi, cũng như thấy ra trước thôi. Đấy, không có cái gì thay đổi cả. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Đấy, mọi thứ đều rất là tốt đẹp như trước. Đấy, không có cái gì. Với lại các bác cũng đừng có lo lắng quá nhé. Bởi vì là Tùa với Nô là bây giờ thì cũng khỏe mạnh. Nên là các bác cũng đừng có lo lắng. Đấy, mà các bác ăn dưa nhé. Dưa này rất là ngọt luôn. Cháu mình thì cũng lâu cũng chưa ăn dưa đâu các bác ạ. Đấy, thời gian này thì cũng rất là vất vả ấy. Chạy đi chạy về. Đấy, đưa mẹ đi khám. Đi chữa bệnh. Nên là bây giờ thì đôi mắt cũng hỏng được bê mắt rồi. Đấy, còn bây giờ lại bị đau bụng, đau dạ dày nữa. Nên là nhiều khi là một mình cháu mình phải gánh vác tất cả mọi công việc trong nhà, rồi là phải bên ngoài nữa, nên là rất là nhiều việc luôn các bác ạ. Dưa này nó rất là ngọt nhưng mà rất là nhiều hạt, phải có hạt thì mới trồng được giống. Các bác xem nô ăn nhá, nô ăn rất là khỏe luôn. Em bé ăn ngon không? Bà ca không? Ngon đấy em bé này, thích ăn lắm. Ăn xong tí rửa tay nhé. Em bé đứng qua đây. Ây dạ. Đứng qua đây cho sáng các bác nhìn thấy nào. Cho các bác nhìn nô nào. Xin, hay xin. Ui dồi, ngon quá các bác ạ. Rất là ngon luôn. Hay xin. Cái hạt đưa cho anh. Cái hạt đưa cho anh vứt đi. Đấy. Cái hạt này con được nhá. Chị ăn cái đấy đây nhá. Thời gian này thì sẽ tiếp tục là vào đây để chia sẻ. Cháu mình cũng có nói ở đầu video rồi. Đấy, các bác ạ. Ôi rồi em bé này. Ôi rồi. Có cái hạt này để anh đưa cho. Ô cái hạt này có ở đâu nhỉ? Đen đen. Đấy, vứt vào trong bếp. Đấy, đốt nó đi nhỉ. Để ngày mai cháu mình sẽ mua thuốc tẩy dung vào đây. Nếu lúc đó, bỏ, nếu lúc đó anh chỉ một chai rồi. Chỉ mua này, nè, mẹ yêu chua nó tẩy, chỉ mua này. Ờ. Mẹ thì từ này mua mẹ hoài. Chua nó lại chỉ mua. Bà cũng nói là cũng cho uống thuốc tẩy dung rồi. Nhưng mà cũng không có dung, chắc là bụng nó vẫn thế thật. Bởi vì nó ăn rất là khỏe các bác ạ. Ăn xong cho cái vỏ cho bà mang nước đi.
Bà ta chào, nó chưa? Nó chưa? Bà ngay giờ phổi lợi, khỏi đây là ơn rồi, nó mỏi. Ăn thêm một miếng nữa nhé. Trời nắng này ăn dưa rất là mắc các bác ạ. Trời nắng này thì ăn dưa không sao cả. Còn lúc mà trời lại lạnh thì ăn dưa và sợ lạnh, nhưng mà trời nắng thì ăn dưa vào nó mát, ăn được cả tốt các bác ạ. Đấy. Hoa quả là mình ăn tốt cho sức khỏe. Ôi, rửa rửa mặt nhé, rửa rửa mặt. Đấy, rửa mặt cho nó ăn một miếng đấy nhỉ. Cứ ăn khỏe đi, ăn nhiều lắm các bác ạ. Ồ, em bé thì biết rồi này các bác ơi. Em bé thì biết rửa tay rồi kìa. Đấy. Này, em bé ăn đi. Em bé cứ ăn đi. Để anh rửa mặt cho nhá. Nhá. Vâng quá các bác ạ. Đấy, nồi ăn. Cái nồi ăn là thèm. Cháu Bình thì cũng đã thưởng thức một miếng rồi. Rất là ngọt luôn. Đấy, tủa là không gặp tủa. Bởi vì là tủa đi học rồi. Chắc phải đợi thứ 7. Để anh rửa mặt nhá. Anh rửa mặt. Ôi bà bẩn nè, bà bẩn nè. Cái chế mùi ạ, run run một thiết khui ạ. Thế chỉ một con mùi ạ. Nô là rửa từ nhỏ luôn các bác ạ. Chứ không phải rửa lần này đâu. Ngày trước là nô nhỏ, cháu Bình vào đây cũng tắm rửa thường xuyên cho nô vào. Đấy. Đấy. Để chai hẳn, đấy thôi mà nhá. Chị ta không nhá, để chai hẳn rồi. Cái đầu này. Đúng rồi, sạch sẽ. Rồi rồi, được rồi. Nên đèn, từ từ nha, từ từ nha. Được rồi, ăn đi. Nào. Ăn xong rồi rửa tay nhé. Ăn xong mới rửa tay nhé. Rồi. Bây giờ chẳng tính quá, không nói chuyện gì luôn. Thì nói gì luôn các bạn. Để anh lau tay nè, mắt bên này nè, lau tay. Đấy, lau tay cho tay sạch sẽ. Ui, không vứt ở đấy, nhặt đi. Nhặt cho anh, để cho anh. Đúng rồi, không được vứt ở trong nhà nhá. Phải vứt bên ngoài cơ. Rồi, rửa tay. Nhà. Nói vẫn hiểu các bác ạ. Bởi vì ngày trước bọn em thường là sẽ nói tiếng Việt đâu. Không nói tiếng Mông, không nói tiếng địa phương. Nói tiếng Việt thì gọi là nói tiếng phổ thông ấy thì đi đâu mà người ta mới hiểu, còn nói tiếng địa phương đấy thì chỉ ở địa phương, đi xa không hiểu, đi Hà Nội là nói người ta không biết được. Rồi, tạm thế đấy nhá. Tạm thế đấy nhá, tí gặp cơm một chút mồ hôi. Đấy, tí sẽ tắm rửa sau. Đấy, em bé ngồi đi. À, cái sợ ngồi không được. Em bé cũng đã ăn dưa xong rồi. Tại tí em bé muốn ăn thêm thịt, ăn gì thì sẽ ăn cho. Có là phải tắm. Phải tắm cho sớm không cái kia chả. Nên phải cho bố mỏ. Bố mỏ thì mỏ đấy. Bà thì không nói tiếng phổ thông được, bà thì mình phải nói tiếng tiếng Hờ Mông ấy, phải nói tiếng địa phương thì bà mới nghe hiểu các bác ạ. Còn với nô với tủa là phải nói tiếng phổ thông rồi để cho anh em sau này mới nói được, lưu loát được, nói sói được. Ô, em mẹ làm gì đây? Ô, thích thích cái này phải không? thích phải không? Ô, thích nhỉ? Thích quá nhỉ? Ô, thích quá nhỉ? Em bé này bắt đầu nói chuyện ấy luôn này, không nói chuyện ấy ngã sức hết mặt này các bác ạ, ngã sức hết mặt luôn. Đấy, cho em bé chơi một tí đã. Đấy, nói vậy thôi, em bé còn rất là nhỏ luôn các bác ạ. Châu Ninh đúng không? Châu Ninh nhỉ không đi đúng. Như mua nhau nhỉ? Nô là bây giờ là chuẩn bị bắt đầu là lên 3 tuổi các bác nhé.
Đấy, ngày trước vào đây là 2 tuổi một tí, bây giờ là gần 3 tuổi. Nô ơi! Nô ơi! Tao gọi không nghe rồi nhỉ? Không cái đấy á. Mẹ Nô à? Áo á chị à? Ơ xì à? Gọi nghe nhưng mà cười cười không nói gì. Xé đấy nhá, thì anh bắt Nhật đi vào bếp đấy. Nô ơi, Nhật đi. Nô, khám một bộ tàu khách chung. Đấy, không nghe. Xé xé. Mani vứt vào trong bếp đi. Nhặt. Nhặt cái kia kìa. Nhặt cái kia đi, để vào trong bếp hết. Nhặt cái kia kìa, nhặt cái trắng kìa. Vứt vào trong bếp nhá. Đấy, con phải vứt trong này này. Đấy, em bé phải ngoan ngoan, em bé nhặt. Nhặt mấy cái này này, đây đây, nhặt, nhặt đi vứt. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi, mang đi vứt ở trong bếp. Ôi. Rồi. Rồi, 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 rồi. Ê. Ngoan nha, ngoan nha. Đấy, lại xé tí lại bắt nhặt đấy. Cháu Bình cũng xin cảm ơn cha nuôi ở bên Mỹ cũng như là tất cả các nhà hậu tâm Mạnh Thường Quân, quý khán giả đã quan tâm và theo dõi tiếp video này. Còn bây giờ thì cháu Bình cũng xin phép để kết lại tiếp video này tại đây để cháu Bình đi nấu cơm cho em Nô ăn ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bà, cô chú anh chị trong những thứ video tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Xin chào, xin cảm ơn. Thank you.